Mình xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái món thật là ngon. Đó là món chân giò kho với chuối xanh. Thì chuối xanh mình đã gọt vỏ và cắt lát ngâm vào nước muối. Đó, món này ăn là ngậm mà nghe luôn cả nhà ơi. Thì cái món này là mình sẽ đem ra ngoài bếp củi mình nấu. Nhà mình có bếp củi trước sân mình nấu. Tại cái món chân giò này nấu nó hơi lâu á cả nhà. Bây giờ mình sẽ ướp vào đây là 2 viên đường ăn kiêng, hạt nêm, tiêu, là mình cho đường trắng ít lại, ớt bột, bột ngọt, muối iốt và hành tím. Đây, bây giờ mình nghiền cái đường ăn kiêng này ra. Giờ mình ướp vào đây. Ướp 15 phút. Đó, trong thời gian mình ướp đó là mình sẽ đi ra ngoài mình mồi mồi lửa bằng bếp củi. Và đây mình cho ớt. Ớt này là ớt sen nhà mình trồng luôn. Đó, bỏ ớt sen vào nó ngon mà mình bỏ nguyên trái vậy. Nếu mình cắt nhỏ ra thì cay con mình sẽ ăn không được, mình để nguyên trái vậy cả nhà. Đó, mình đi trộn lại cho nó thấm. Và mình cho nước mắm vào đây luôn cả nhà ơi. Bây giờ mình trộn lại cho thấm. Món này hầm lâu á, cho nên mình đem ra trước sân mình nấu bếp củi. Ai theo dõi kênh mình rồi thì biết nha. Đó, mình là phụ nữ nhưng mà mình tự xây cho mình cái bếp củi. Rồi mình qua tiệm thợ mộc đó cả nhà. Mình xin củi. Rồi mình cũng có tặng bồ câu cho cái em mà ở tiệm thợ mộc đó, em nuôi. Còn mình thì cũng có củi thối. Rồi mình đi lượm mấy cái trái dừa đó, dừa khô mình để dành. Rồi đến mùa nhà nước chặt cây bằng lăng trước sân đó mình gom lại mình thổi đỡ tốn ga lắm á cả nhà, mà ăn bếp củi nó ngon dữ lắm, mình mê luôn á. Bây giờ mình ướp đây và đi ra mồi lửa nha cả nhà ơi. Đó, chuối mình cũng đã sẵn sàng rồi nè. Đó, mình đã mồi lửa đỏ rồi cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ phi phi hành cho nó thơm. Đó, với 3 cái muỗng. Đó, đây là ngoài đường này. Đó, mình nấu ngoài này đây. Món này nấu lâu nên nấu ngoài này. Bây giờ mình cho chân giò lên. Để cho nó săn thịt lại đã, rồi mình mới cho chuối lên sau. Đó, nhà thấy không, bếp củi của mình thiết kế, mình là người ngoài quê, mình ở ngoài quê mình nấu bếp củi á, cho nên là bây giờ mình vô đây mình nấu bếp củi mình ăn mình thấy ngon lắm cả nhà. Đó, nấu bếp củi thì mình nấu lâu ngày rồi này, mình nấu gần 10 năm á, cái bếp này mình tự xây này, gần 10 năm ở đây rồi. Mình sống vô Sài Gòn hai mấy năm mà mình nấu bếp củi là hơn 10 năm rồi. Nhà này. Đâu? Mình nấu bếp củi này cũng lâu rồi đó. Đó, cả nhà thấy nó đen không? Đó, nấu lâu ngày nó đen nè. Đen cái gạch nè. Gạch nhà mình còn đây nè. Nó xây nhà rồi dư gạch cứ để đây nè, vài bữa nó đen quá là mình thay, mình bỏ mấy cái đó ra mình thay cái mới vô đó, còn không để vậy cũng được, ngoài đường đi mà. Đó, cái tường này ngoài đường đi nấu lâu ngày nó đen vậy đó. Mình đảo cho nó xanh giò lại cả nhà ơi. Mình chiên cá, mình chiên chả giò rồi đó, mình đem ra đây cũng tiện cả nhà này, đỡ phải lau chùi bếp ấy. Nấu ngoài này mát đấy. Nấu ngoài này một là mình nấu buổi chiều á, hai là mình nấu thật là sớm, không là nắng. Ngoài này không có cái gì chết. Đây này cây bằng lăng này cả nhà này.
Đó. Bên này cây bằng lăng này. Đó, mình cho nó xanh lại rồi mình mới thêm nước. Thêm nước vào đây rồi mình đầy lại cho nó mềm chân giò. Chân giò mềm rồi thì mình mới cho chuối vào. Rồi xíu nữa mình sẽ ra vườn hái lá lốt. Lá lốt mình trồng ngoài vườn á, mình có chia sẻ clip mà làm chạy giò lá lốt rồi đó. Đó, mình ra vườn mình hái lá lốt. Lá lốt ăn hỗ trợ nhức xương khớp nè. Bé nào mà đổ mồ hôi trộm này, cả nhà làm cho con ăn nè. Đó, nhà nào trồng nhiều nấu nước tắm này rất là tốt luôn. Ăn lá lốt là tốt luôn. Nên nhà mình hay sử dụng món ăn bỏ lá lốt vào á. Đó, bây giờ vậy là thịt xanh rồi nha cả nhà. Mình đi đầy nắp bàn lại nha. Đó, một chút xíu nữa nó khô nước thì mình mới châm nước vào. Giờ để cho nó thấm gia vị cái đã. Mình hái vào rồi, bây giờ mình rửa cho sạch. Đó, mình rửa ngoài này nè, mình tưới cây luôn. Mình tưới cây luôn. Tiết kiệm nước. Tiết kiệm là quốc sách hàng đầu, đừng có hà tiền là được. Đó, nhà làm món này nè, anh bỏ lá lốt vào ăn ngon lắm. Đó, cho vô đây. Giờ mình dỡ nắp bàn ra. À, nhà nhìn ngon chưa? Mình nấu cho nó khô khô cái nước này lại rồi mình châm nước vào, mình cho sôi lại rồi mình mới cho chuối vào để làm về để cho chân giò nó mềm nè cả nhà. Đó, chuối nó nhanh mềm mình cho sau. Đó. Trời ơi, ông chồng em ông thích ăn chân giò cả nhà ơi. Còn đứa con gái em thì bé không có thích ăn, nhưng mà có cục thịt này nè, hồi cắt cục thịt cho bé ăn. Còn bé không ăn da, không thích ăn chân giò, còn ông chồng em ông thích dữ lắm. Nấu món này ông thích dữ lắm. Đó, cho nó khô lại rồi mình mới châm nước thêm. Châm nước rồi mình để cho nó sôi lại rồi mình cho chuối vào. Đó, làm về chân giò nó mới mềm được. Tiếp tục chờ đợi nữa. Nước sắp khô lại rồi cả nhà nè. Đó, mình đảo lên rồi mình châm nước vào. Hấp dẫn quá cả nhà ơi. Đó, bây giờ mình châm nước vào. Đó, mình cho hai chén nước nha cả nhà. Mình đợi cho nó sôi lại thì mình cho chuối vào. Nấu ở đây đỡ tốn ga mà ăn ngon cả nhà. Cái món này nấu lâu hơn mấy cái món thịt á, vì nó có xương á, mình đem ra đây mình nấu. Bây giờ nó sôi lại rồi mình sẽ cho chuối vào luôn. Đó, cho chuối vào cho nó mềm chuối. Mềm chuối và nó khô bớt nước lại thì mình mới cho lá lốt vào. Trộn lên cho chuối thấm chuối và mình kho cho nó khô cái nước này lại luôn nha cả nhà nha. Đó, làm như mình vậy ăn ngon lắm. Mình kho lúc nào mà cái nước này nó khô lại mình mới ăn. Đó, cho nên mình đem ra đây mình nấu là lý tưởng luôn. Đó, bây giờ mình sẽ đầy nắp lại cho cái nước nó rút vào ở trong chuối, trong chân giò này nè, gia vị nó thấm vào ngon lắm. Chứ là ăn cái chuối nó bùi bùi, trời ơi tuyệt luôn á. Đó, cả nhà thấy mình làm cái bếp củi này tiền không? Có một cây củi thôi mà nó cháy hoài luôn. Đó, mình tự làm đó, chứ không phải chồng mình làm đâu nha cả nhà. Đây là mình làm á. Mình phụ nữ mà mình làm, mình lấy cái gạch này nè. Gạch mà nhà nước làm đường đi nè. Đó, mình xây. Cả nhà làm đi, mình chỉ cho dễ lắm. À, các bạn lấy xi măng và cái tro nè. Cả nhà lấy tro và xi măng, hoặc là cả nhà lấy đất sét.
Còn xi măng không là nó sẽ nứt bếp, mà mình nấu lâu cũng bị nứt ra cả nhà này. Rồi lâu lâu mình xử lý, mình lấy xi măng cái tròi này mình sẽ xử lý, mình sửa lại bếp, mình trét lên lại. Rồi ở trong này mình có sử dụng sắt này, đây sắt này, xung quanh này mình viền sắt này, rồi mình lấy cái miếng gạch đỏ đỏ này, đây chắc lắm, đây gạch luôn này, có chỗ để củi này, đó gạch luôn. Bây giờ nó đã sệt sệt nước, vậy là mình cho lá lốt vào nha. Đó, mình đừng có để khô quá, sệt sệt nước vậy nó mới ngon. Đó, ăn lá lốt này tốt cho sức khỏe cả nhà. Đó, bây giờ mình mới trộn lại cho nó hòa quyện vào. Cái chuối này mình nhà tay thôi cả, nó bể chuối. Đó, mình nhà tay thôi, nó bể chuối. Chuối nó mềm rồi, nó dễ vỡ chuối, nó không có đẹp. Tay thôi, xí này lá lốt này nó hòa quyện vào, cái mùi thơm lá lốt nó hòa quyện vào thịt ngon lắm cả nhà. Đó, cứ để nó sôi lại cho lá lốt chín là mình tắt bếp rồi mình vào mình ăn cho cả nhà xem nha. Ngon chưa cả nhà nè, hấp dẫn quá. Mình sẽ đem vào nhà và mình múc một tô cơm ăn cho cả nhà xem nha. Trời ơi, miếng chuối này dẻo ngon lắm. Chuối này chuối nhà trồng mình được hàng xóm cho á, chứ mình không có mua. Trời ơi, lá lốt nó xanh lên ngon ghê luôn đó cả nhà. Đó, khi mình bỏ lá lốt rồi vào rồi thì mình đừng có đậy nắp, để về cho rau nó xanh. Thôi bây giờ mình đi vào nhà đây. À, mình sẽ bắt lên đây một ấm nước lá đinh lăng để mình uống. Đã vào nhà, mình tưởng là chồng mình về rồi thì mình sẽ bới tô. Nhà mình hay ăn tô cả nhà, vào miền Nam rồi ăn tô. Mà bây giờ chồng mình chưa về nên mình sẽ xúc một ít cơm mình ăn cho cả nhà xem thôi. Xíu lại chồng mình về là sẽ múc một tô. Nhà mình là ăn tô vậy đó. Bây giờ mình sẽ lấy một miếng chuối nè, hay miếng lá lốt nè, vào đây để mình ăn cho cả nhà xem. Miếng ớt nè, mình ăn ớt nhiều lắm. Đó, mình người miền Trung mình ăn ớt nhiều lắm. Và mình sẽ lấy một miếng giò. Đó, mình ăn cho cả nhà xem. Quên lấy cái kéo lên cắt. Hấp dẫn cả nhà ha. Đây, mình lấy miếng nhỏ nhỏ này mình ăn cho cả nhà xem. Đó, đợi chồng mình về cả nhà cùng ăn cho vui. Mới nấu ăn xong nên không trang điểm gì hết, cả nhà thông cảm nha. Đó, tự nhiên đó. Nhà này mình sẽ ăn một ít. Ngon. Ớt. Mời cả nhà cùng ăn mình nha. Ngon. Ngon quá. Chuối mềm dẻo. Ăn miếng ớt cay cay, miếng thịt đậm đà, nó hòa quyện vào ngon ghê. Ngon vậy nhở. Tuyệt luôn. Ngon lắm cả nhà ơi. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại nha. Chúc cả nhà có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc bên người thân yêu và gia đình mình nha. Hãy làm bạn với Minh Phượng nha.